sinh ra là các bạn. Hôm nay là chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt ứng dụng và sáng thành phiên bản mới nhất mà Microsoft đã phát hành. Thì trước khi vào video hướng dẫn, các bạn nhớ vào đăng ký ủng hộ mình nhé. Và ở đây mình đã tải sẵn một cái bộ ứng dụng và sáng thành bao gồm bản sáng từ bit và bản 32 bit. Đây là bản sáng từ bản 32 bit. Thì bây giờ máy mình làm kiểm tra nó là hệ điều hành bao nhiêu bit thì mình sẽ cài với bản tương ứng. Mình khuyên các bạn nên cài bản sáng từ bit. Và cái ứng dụng sáng thành mới này nó cập nhật cái công thức mới của Excel và một số tính năng mới của các cái phần mềm khác mà các cái bản cũ không có, thì mình vào property để kiểm tra. Đây là mình bản 6 tôi biết ha, thì mình sẽ giải nén ra rồi để đổi tên đó là copy đó. Ok, mình sẽ copy nó bỏ vào D, bỏ vào C. Rồi sau khi bỏ vào OC xong, mình sẽ kiểm tra đây là các bộ file cài đặt. Nếu các bạn cài đặt 32 bit thì cái lần mình sẽ đổi số thôi. Thì đầu tiên là các bạn sẽ vào run cmd để vào command line. Thì các bạn cd để ra cái thư mục OC và các bạn cd tới cái mục os. Ở đây thì mình có cho bạn ngồi lười, mình có để sẵn một cái note để các bạn có thể cài nha. Đây, mình copy cái nốt này. Rồi, mình dán vào đây. Thì các bạn nhớ là phải kiểm tra đầy đủ nha. Nếu 32 bit thì chỉ cần copy cái thư mục thì số này số 32 thôi. Rồi, mình gọi enter này. Rồi, các bạn bắt là các bạn có đồng ý không? Thì mình yes. Rồi, quá trình cài đặt bắt đầu diễn ra ha. Thì càng nhanh hay chậm là do cấu hình của mấy bạn và cái máy mà RAM từ 8 bit trở lên thì có thể sử dụng update này một cách ok. Rồi, các bạn bắt đầu cài đặt các bạn. Rồi. Trong quá trình cài đặt thì mình giới thiệu kênh của mình. Thì mình đã làm một số video hướng dẫn về một số các video dạy về IT cơ bản thôi. Mình cho mấy người chưa biết gì thôi. Rồi, một xíu thôi. Đóng cái này lại để tránh rườm rà. Rồi. Khi nào mà cài đặt xong á, thì cái comment line nó sẽ mới nhảy xuống. Nên đây, cỡ Google là xong. Nói các bạn khác thì các bạn có thể cài tương tự giống như mình. Ở đây mình đã làm rất là ngắn gọn, bỏ qua các bước tải cái file này về từ trang Microsoft về. Thì mình sẽ upload nó lên Google Drive cho các bạn tải về. Sau khi cài đặt xong thì các bạn có thể mua bản quyền từ trang Microsoft hoặc một số công ty của các bạn có bản quyền thì có thể kích hoạt cho các bạn luôn. Đó là để phục vụ cho công việc. Các bạn học sinh có thể mua các cái license theo năm để sử dụng. Đây là một cái bộ Office rất hay từ Microsoft. Rồi, quá trình cài đặt đã hoàn tất. Rồi, mình sẽ ấn Cloud và đồng lại ha. Thì ở dòng comment này nó sẽ nhảy xuống nè. Ok, chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.